Vâng, chúng ta sẽ xem tiếp những cây tại vườn cảnh nhà bạn Quỳnh và chúng ta sẽ biết những tác phẩm của bạn Quỳnh tạo tác nhé. Vâng, anh em ta đi lướt qua một vườn của anh Quỳnh xem những cây tác phẩm của anh Quỳnh. Đây là một số những cây anh mới cắt này. Rất nhiều cây, đây là một cây hai thân. Anh Quỳnh nghe thích cái dáng hai thân nhỉ? Ở nhà mình rất nhiều cây hai thân. Món hai thân gì, nó là món sở trường. Món hai thân là món sở trường phải không? Đây hai thân. Món hai thân. Đây hai thân chụp hoành nữa này. Cứ hai thân ngã sấp ngã ngửa. Hai thân này. Cuộn vào nhau rồi. Bản cảnh cứ phải chân coi nhật chuỗi. Bản cảnh cứ phải chân coi nhật chuỗi. Mỗi người chơi một kiểu. Đây một cây phun này. Cái phun này anh mới lấy á? Cái phun mới lấy. Cái năm thân. Già chứ nhỉ? Cái phun năm thân rất già. Rất già đây. Thể hiện rằng cái u cục này rất là nhiều. Đấy, các bạn xem nhé. Một trong những cây phôi cũng được khoảng ra tay cành chi rồi, đến chi rồi. Và điều chỉnh một chút nữa, vài năm nữa là chắc có lẽ cũng hoàn thiện được cây, khoảng 5 năm nữa. Và đặc biệt trong vườn cảnh anh Quỳnh, anh sở trường cây hai thân. Đây cũng là một tác phẩm hai thân và có lẽ là tác phẩm này đáng ra là tôi cũng sở hữu rồi. Nhưng do có lẽ chưa có duyên tác phẩm nên tôi cũng lại chưa được sở hữu. Một trong những tác phẩm hai thân bám đá cũng rất già và cổ kính, đang trong thời gian hoàn thiện. Cây này cũng đã được hoàn thiện rồi, sau đó anh Quỳnh anh về anh cũng tiết tấu lại cái bóng. Chính vì vậy trong thời gian này thì bóng cũng ở cái ngọn để hoàn thiện lại cái bố cục. Và cái cây hai thân mà tôi cũng rất là thích khi xuống vườn anh Quỳnh. Nếu lúc đó tôi mua thì có lẽ là nó là khoảng 100 triệu cái này, nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Cách đây gần một năm, cái này cũng là một cái tầm thước mà tôi rất thích, cái tầm thước từ 1m2 đổ lại, tầm thước bonsai. Về tính nghệ thuật của cây cũng rất thích tầm thước đó, đảm bảo yếu tố dễ vận chuyển, dễ chơi, kể cả chơi trên tầng. Còn cây lớn thì cũng thích, nhưng mà cây lớn ta phải có không gian rộng thì chơi thì cũng thích. Đây là một cây hai thân rất là bố cục hài hòa, hai thân uyển chuyển, đường nét rõ ràng, mạch lạc, rất mạch lạc hai thân, không gian rất đẹp. Đây, tổng thể cho các bạn xem. Đây, đây là cây hà, cây trực cổ tử cũng đang trong thời gian phôi. Đây cũng là một cây phôi gần hoàn thiện, đang chỉnh sửa cái thân trên ngọn. Cái
cơ bản là cây của anh Quỳnh là cũng là cây sinh lan điền nhiều, sinh lan điền nhiều. Đây là một cây cũng trong thời gian đang hoàn thiện, cây rất già cổ ký củ. Đây à, các bạn xem nhá, cây này rất là đặc biệt, rất nhiều cái đường cắt giật chuyển không gian. Tổng thể của cây cũng rất đầm nùn. Cây cũng được ký đá thấm thủy xả nước. Cây rất đầm nùn. Có lẽ là cây này cắt ra nhìn mới nhìn hết được vẻ thể hiện của tác phẩm. Cây rất đầm nùn. Một cây trực hoành. Tay hoành cũng thể hiện rất rõ ràng. Và cũng xuất điểm là một cây hai thân. Đây là các bạn nhìn kỹ nhé. Cây hai thân. Hai thân, thân hoành và thân trực. Và thân trực cũng đua theo thân hoành. Rất nghệ thuật. Càng nhìn kỹ cây này càng có sự nghệ thuật cao. Và cây bố cục hai thân rất đẹp. Đặc biệt của anh Quỳnh là dáng hai thân rất đẹp. Đây, bố cục cây này cắt răm ra có lẽ là nhìn rất đẹp, tuyệt vời đây, rất có chiều sâu. Và tương lai có lẽ anh Quỳnh anh ấy chưa làm hết cái khả năng tiềm ẩn của cây này. Cây này cắt ra và điều chỉnh bộ bệ như điều chỉnh lại cái bệ đá thì hoàn thiện cây này rất nhanh, rất đẹp. Đấy, tiếp đó là những cái cây đang trong thời gian hoàn thiện. Rồi kia là một cây vừng để trân trọng. Cây vừng dáng trực cũng cắt giật rất là nhiều, rất đẹp. Đây, cái tùng. Tiếp nữa đây là một cây dáng trực cũng rất là già và đầy u cục. Các bạn nhìn này, cũng rất đẹp đấy. Tiếp đây là một cây đầm đùn này. Cây này thì các bạn nhìn xa nhìn là cũng không bắt mắt lắm, thế nhưng mà nhìn gần và để tổng thể chia bông tán ra có lẽ là cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng nhìn ra ta nhìn thấy sự đầm nùn của cây rất rõ ràng. Cây cũng có tuổi rất cao và rất là nhiều đường cắt giật của cây. Cây có lẽ là theo cây, tôi cảm nhận cây này cũng sẽ là đẹp nhưng cần phải được điều chỉnh tại bố cục thêm và bông răm thì toát lên, và có lẽ cả thay cả cái chậu tôn thêm độ cao của gốc cây thì có lẽ cây này toát lên những vẻ đẹp và lộ ra